Shin Tae-jung bất ngờ cổ vũ Thái Lan, nhờ vào Poking trả thù cho mình cả Đông Nam Á cười chê. Sau thất bại của đội Indonesia trước đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022, có lẽ huấn luyện viên Shin Tae-jung đã hiểu hơn ai là vị huấn luyện viên Hàn Quốc số 1 Đông Nam Á hiện tại. Tuy nhiên, thói quen ngông cuồng của vị huấn luyện viên này khiến cho ông tuyên bố thẳng thừng sẽ ủng hộ Poking đánh bại Thái Bắc. Ở trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày 10 tháng 1, nhà đương kim vô địch Thái Lan đã thể hiện sức mạnh để đánh bại Malaysia 3-0. Với kết quả này, giúp vô chiến giành quyền vào trận chung kết với tỷ số sau hai lượt trận bán kết 3-1. Sau 14 năm, Thái Lan và Việt Nam sẽ lại chạm trán ở chung kết AFF Cup. Ngay sau khi hai tin Thái Lan đội ngược dòng trước Malaysia, Shin Tae-jung ngay lập tức đã chúc mừng Poking và các học trò. Huấn luyện viên của đội tuyển Indo đã tuyên bố thẳng thừng, Thái Lan đã chơi bóng đẳng cấp hơn Việt Nam. Điều này đã được thể hiện rõ chứ chẳng phải là đôi co cây cú vì bị Việt Nam loại. Theo tôi, Thái Lan sẽ vô địch AFF Cup năm nay một cách dễ dàng. Trong quá khứ, hai vị huấn luyện viên Park Hang-seo và Shin Tae-jung từng là người bạn thân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mối quan hệ của hai người ngày càng xấu đi. Dấu hiệu là ban đầu cho việc họ không bắt tay sau trận đấu U23 Việt Nam và U23 Indo ở SEA Games 21. Tới AFF Cup 2022, sự tụt đi của hai vị huấn luyện viên được thể hiện một cách rõ nét. Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, huấn luyện viên Shin Tae-jung đã nhận được câu hỏi về mối quan hệ. Đáp lại, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indo nói, đó là vấn đề cá nhân của tôi và ông ấy. Tôi không hiểu vì sao các bạn lại lôi vấn đề này ra hỏi tại đây. Tôi chỉ có thể nói rằng một vài lý do cá nhân mà tôi và ông Park không bắt tay nhau như trước. Trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Shin tiếp tục được hỏi về vấn đề này. Ông thầy Hàn Quốc chỉ gượng gạo rồi đáp, vậy nhé, các bạn cứ hỏi ông Park về việc bắt tay nhé. Tôi không có ý định trả lời thêm. Điều đáng nói, sau trận bán kết lượt về hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt tay tất cả những người kể cả trọng tài trừ ông Shin. Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indo đã chủ động phớt lờ. Trong những ngày qua, hai vị huấn luyện viên liên tục đá khẩu chiến với nhau. Vị huấn luyện viên Shin từng tuyên bố, tôi nghĩ trình độ của đội tuyển Việt Nam và Indo trong thời điểm này là tương đương nhau. Đội tuyển Việt Nam không để thủng lưới ở vòng bảng vì họ chỉ gặp đối thủ yếu. Đáp lại, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thẳng thừng và nói, theo tôi, huấn luyện viên chỉ nên chứng minh bằng kết quả trận đấu chứ không bằng lời nói thôi. Tôi không quen đánh giá về đội khác. Thực tế, mối quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp trước ngày huấn luyện viên Shin tới làm việc ở Indonesia. Theo một vài nguồn tin, huấn luyện viên Shin Tae-jung đã gọi điện tham khảo ý kiến của vị huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi nhận công việc tại đây. Trong trận đấu đầu tiên gặp nhau vào tháng 6 2022, họ vẫn bắt tay nhau và chụp ảnh chung. Tuy nhiên, có vẻ như là việc đứng lại ở hai đầu chiến tuyến khiến cho cả hai người không giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Huấn luyện viên Shin đã từng chia sẻ không hiểu lý do gì mối quan hệ giữa ông và người đồng nghiệp Park Hang-seo xấu đi từng ngày, tới mức là không thể cứu vãn. So với huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Shin có sự nghiệp cầm quân nhỉnh hơn ở Hàn Quốc. Ông Shin từng vô địch AFC Champions League, giải đấu danh giá cao nhất câu lạc bộ ở châu Á. Thầy Park chưa làm được điều đó. Ông Shin từng là huấn luyện viên đội Hàn Quốc đá World Cup, còn ông Park chỉ đứng vai trò trợ lý. Ông Shin cũng đã đưa U23 Hàn Quốc về nhì ở giải U23 châu Á Lục năm 2016, còn ông Park cùng đội U23 Hàn Quốc chỉ về 3 ở ACS 2002 trên sân nhà, vốn là kết quả khiến cho nhà cầm quân này bị sa thải. Nếu vị huấn luyện viên Park Hang-seo sang Việt Nam làm việc ở thời điểm cuối sự nghiệp, khi nhiều người tưởng ông đã hết thời, huấn luyện viên Shin sang Indo đang sung sức cùng với đội tuyển Hàn Quốc thắng Đức ở World Cup chưa lâu. Cũng giống như ông Park, ông Shin được tạo mọi điều kiện ở Indo, từ khâu chọn lọc cầu thủ, đôn trẻ lên lứa đội tuyển, nhập tịch rồi thử nghiệm. Ông phải đưa đội tuyển Indo lên ngôi vô địch AFF Cup trong điều kiện làm việc gần như là tương đồng. Ông Park Hang-seo đã vô địch AFF Cup ở năm đầu tiên rồi chơi tứ kết Asian Cup. Chỉ sau đó một tháng, đánh bại ông Park là nhiệm vụ bắt buộc trên con đường mà nhà cầm quân Shin từ gọi là nâng tầm bóng đá Indo. Nhưng đáng tiếc, huấn luyện viên Park Hang-seo chẳng để cho người hậu bối vượt mặt dù ông Shin có bảng thành tích đứng lẫy. Đội tuyển Indo đã chơi một trận lượt đi đúng chuẩn mực, hay nói cách khác, ông Shin đã dốc cạn vốn để đánh một ván cờ song vàng với thầy Park nhưng không thắng được. Một đội Indo ở một phiên bản tốt nhất, lực lượng mạnh nhất, quyết tâm rực lửa nhất, nhưng không thể đánh bại đội tuyển Việt Nam. Điều đó đã được báo hiệu trong trận lượt về đầy gian nan. Ở trận lượt về, đội tuyển Indo chỉ thay một cầu thủ. Về sơ đồ, cách chơi phòng ngự phản công kiểu sình dập vẫn y nguyên. Nếu đội tuyển Indo tập trung vào quân số bóp nghẹt tuyến giữa của đối thủ, thầy Park Hang-seo lựa chọn cách đá khôn ngoan hơn. Các trận lượt đi, các học trò của ông Park đã bỏ qua trung lộ để tổ chức tấn công ở biên. Quang Hải, Hoàng Đức không cố ý xâm nhập vào trung tâm hàng thủ Indo mà đã dạt biên để tạo ra các nhóm phối hợp lôi kéo hàng thủ khỏi vị trí phòng ngự.
Ông Park Hang-seo khẳng định đội tuyển Indo yếu bóng bổng và hành lang cánh nên đã triển khai tới khu vực này. Những pha dứt bóng bổng ở tuyến dưới buộc hậu vệ Indo rơi vào thế phải bó tay, bất lợi. Đội tuyển Việt Nam cầm bóng thì không bằng, chuyền ít hơn nhưng quan trọng là hiệu quả. Tiến Linh cùng đồng đội không tấn công nhiều nhưng lợi hại với những pha chuyển hướng, tấn công ít va chạm. Đội tuyển Indo đã phòng ngự rất tốt ở trận lượt đi khi đội tuyển Việt Nam tràn lên gây áp lực. Tuy nhiên khi mà đội tuyển Việt Nam đá đúng phong cách của thầy Park, đó là giữ cự ly khối của địa hình rồi bất ngờ tung ra với 1-2 đường chuyền vượt tuyến trực diện, hàng thủ Indo đá vỡ vụn. Ông Park Hang-seo mất chưa đầy 1 năm để xây dựng đội tuyển Việt Nam giàu tính tổ chức và chiến đấu, rồi mất thêm 2 năm nữa để mài giũa những chiến binh cũng như là những mảng miếng đánh tủ. Cũng huấn luyện viên 3 năm nhưng ông xin giúp đội Indo thực hiện chơi tốt hơn trong điều kiện lý tưởng cả về sân bãi và tâm lý. Khi đội tuyển Việt Nam vững như bàn thạch ở trận lượt về, Indo đã rơi vào đúng bẫy tâm lý mà họ tạo ra. Hình ảnh Asnawi rồi Makhlouf thay phiên nhau kích ván hậu cho thấy sự bế tắc của đội tuyển Indo. Huấn luyện viên Shin đã quá để tâm vào đối thủ, còn ông Park Hang-seo chỉ tập trung cho đội bóng của mình. Đội tuyển Việt Nam thì không sa đà vào những tranh chấp. Đó là uy thế của nhà vô địch mà huấn luyện viên Shin Tae-jang chưa thể tạo ra được cho đội tuyển Indonesia, dù ông liên tục ca ngợi thành quả của bản thân. Đến bao giờ đội tuyển Indonesia mới có thể chơi bóng tỉnh táo và kiêu hãnh trong khó khăn, áp lực dồn dập như đội tuyển Việt Nam? Đến lúc ông Shin Tae-jang mới so sánh được với tiền bối Park Hang-seo. Còn hiện tại, kết quả trên sân chỉ cho thấy những tuyên bố của ông Shin trở nên sáo rỗng. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt đi, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 13 tháng 1 trước khi đến Thái Lan vào ngày 16 tháng 1. Đây là một cuộc đối đầu đầy thú vị. Sau 6 trận, Wojciech đã ghi được 16 bàn, trong đó Teyasit Nanda đã có 6 bàn và dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Ngoài ra, hàng thủ của Thái Lan chỉ xếp sau Việt Nam khi mà mới để thủng lưới 3 bàn. Trong khi đó, Việt Nam đến nay vẫn duy trì thành tích tốt ở khâu phòng ngự khi mà chưa để thủng lưới. Tuy nhiên, hàng công của đội tuyển Park Hang-seo cũng chơi rất là tốt, ghi được 14 bàn thắng chỉ đứng sau Thái Lan. Cuộc so tài giữa Việt Nam và Thái Lan càng thú vị hơn trong cuộc đua vua phá lưới giữa Danda và Tiến Linh, người đã có 5 bàn. Ngoài ra, Park Hang-seo còn có cơ hội đánh bại Peking khi đội tuyển Việt Nam từng thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Đội tuyển Thái Lan sẽ xuống sân bay Nội Bài vào lúc 18:55 ngày 11 tháng 1. Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 1 tại sân Mỹ Đình. Thay cho ông Park có lợi thế khi mà không phải di chuyển nhiều. Sau đó 3 ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách trước Thái Lan trên sân Thammasat trong trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 16 tháng 1.